Có thể nói đây là tin chấn động nước Mỹ bởi tiết lộ mới nhất từ cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai ngày 20 tháng 3 đã tố cáo biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã can thiệp vào bầu cử. Cựu Tổng thống đưa ra tố cáo Bragg vi phạm luật khi sử dụng lời khai không trung thực từ cựu luật sư tư của mình chuyên đi sửa sai cho Michael Cohen và người vào tuần trước ra khai trước đại bộ thẩm đoàn để bức hại truy tố và buộc tội không thể tin được, và nhiều người nhắm vào chính cựu tổng thống. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vừa qua cũng yêu cầu biện lý quận Manhattan Alvin Bragg ra trả lời thẩm vấn và giao nộp toàn bộ tài liệu có liên quan đến cuộc điều tra mà họ đang nhắm vào cựu tổng thống. Lá thư chung của Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Jim Comer và Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Hạ viện Ryan là hành động đầu tiên từ các ủy ban Hạ viện Cộng hòa đưa ra. Và nhiều vị nói rằng tất cả những điều này đang là những điều mờ ảo và người ta chưa biết rõ ở đằng sau những âm mưu này là gì. Trong khi hiện tại, Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ đang rơi vào suy thoái kinh tế trầm trọng và những khủng hoảng mà chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Nhiều người dân đang lâm vào cảnh khó khăn mà chúng ta đang ngồi đây để mà nhắm vào một cá nhân mà đó là một cựu tổng thống của chúng ta hay sao? Những ai đứng đằng sau những vụ này khi chúng ta gần tới những cuộc bầu cử lại lùm xùm nhằm bịt miệng và dẫn dắt dư luận? Chúng ta không giải quyết những vấn đề mà người dân đang gặp khó khăn ở ngoài kia. Jordan cũng cho hay là ông ta không tin là cựu tổng thống vi phạm luật gì hết và gọi cáo trạng như vậy là chưa từng có tiền lệ. Jordan thừa nhận là ông ta thực sự không biết cựu tổng thống có thể bị truy tố tội gì, chứ đừng nói đến liệu là những cáo buộc này sai trái hay là bất hợp pháp hay không. Khi bị chất vấn liệu có bất cứ chứng cứ nào cho thấy ngân quỹ liên bang được sử dụng trong cuộc điều tra địa phương hay không, Jordan bảo là ông ta không có và đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm hiểu. Nhìn vào thực trạng nền kinh tế Hoa Kỳ chưa có ở trong lịch sử trong thời gian gần đây, nhiều chuyên gia kinh tế đã nhìn ra những dấu hiệu suy thoái nghiêm trọng và chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ sẽ diễn ra trong thời gian tới đây. Sau khi một vài ngân hàng sập thì một nhà đầu tư đã cá cược rằng giá Bitcoin đang từ gần 27.000 sẽ lên đến cả 1 triệu đô trong vòng 90 ngày. Ôi cái bẫy quá lớn và béo bở cho những người tham tiền. Nếu người dân không tỉnh thức thì những đồng tiền còn cõi còn lại của mình sẽ bị họ lấy hết và rồi tất cả mọi sự sẽ vô cùng bi đát cho chính đời sống của chúng ta. Những diễn biến rất thực tế như trường hợp ở Cali, năm nay mưa rất nhiều và hậu quả là 20% cánh đồng trồng dâu tây ở Cali hiện vẫn còn chìm trong nước lũ và nông dân không thể thu hoạch dâu tây, rau xà lách và các loại rau củ quả khác. Lẽ ra giờ này họ trồng cà chua nhưng không thể và rau củ quả sắp tới sẽ rất là đắt đỏ. Những điều đó chẳng lẽ chúng ta không quan tâm mặc dù nó tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta hay sao? Đối các bà mẹ nội trợ chúng ta đi chợ hàng ngày hoặc là chúng ta theo dõi về giá cả biến động ở các chợ, chúng ta có thể thấy rằng trứng gà vào ngày 21 tháng 3 ở tại Mỹ lại tăng thêm 15%. Và những diễn biến quanh ta như tỷ phú Việt Nam tại Mỹ David Trần là chủ nhân của công ty tương ớt nổi tiếng vừa lên chức tỷ phú được 2 tuần lễ thì nay tủ thấy đường ngầm nó cho cháy lớn tại nhà máy của ông tại Cali. Tất cả đều có luật ngầm và tất cả tỷ phú phải là người của nó, nếu không thì mọi sự dường như chúng ta thấy đang diễn biến trên toàn thế giới, chúng ta sẽ trắng tay. Và rồi chúng ta phải tỉnh ra đâu là chánh và đâu là tà để giúp cho đời sống của chúng ta. Cảnh sát Reuters ở Manchester, Anh Quốc đã vừa công bố một danh tính 4 công dân Việt Nam mất tích, nghi là nạn nhân vụ cháy nhà máy bỏ hoang Bismarck House Mill, Oldham. Trong thông cáo báo chí gửi ngày 4 tháng 8 vừa qua, cảnh sát Manchester thông báo phát hiện thêm
Thi thể nạn nhân thứ ba tại nhà máy gần 2 tháng sau khi sự việc xảy ra. Cảnh sát tin rằng các nạn nhân này nằm trong số 4 người Việt mất tích được báo cho cảnh sát vào ngày 21 tháng 7, 2022. Danh tính 4 người mất tích gồm có Chu Văn Cường, 39 tuổi, đến Anh vào tháng 6 năm 2019. Anh duy trì liên lạc thường xuyên với vợ con nhưng gia đình cho biết không nhận tin tức gì kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2022. Nguyễn Văn Ước, 31 tuổi, thường xuyên liên lạc với vợ nhưng mất liên lạc kể từ ngày 7 tháng 5 2022, khi đó anh cho biết là mình đang ở một nhà máy. Nguyễn Văn Dương, 29 tuổi, đến Anh khoảng 1 năm trước trong lần cuối liên lạc với gia đình vào khoảng 3 tháng trước. Dương nói rằng đang ở một ngôi nhà bỏ hoang trong khi tìm việc làm. Lê Thanh Nam, 21 tuổi, đến nước Anh vào tháng Giêng năm 2022, liên lạc lần cuối với gia đình vào ngày 4 tháng 5 năm 2022. Lúc đó Nam cho biết đang sống trong một ngôi nhà vô chủ ở Dam, được cho là Oldham, trong khi đang tìm kiếm công việc. Giám đốc điều tra Lewis, trưởng bộ phận nhận dạng nạn nhân của cảnh sát Greater Manchester cho biết: "Chúng tôi hướng đến những người thân của Cường, Ước, Dương và Nam." Ông Lewis nói rằng cảnh sát đã trực tiếp liên hệ với người nhà nạn nhân và sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm là họ nhận được thông tin cũng như là hỗ trợ đầy đủ ở Việt Nam, giống như họ đang ở Anh như vậy. Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường nhà máy để bảo đảm tìm thấy tất cả nạn nhân và bất kỳ đồ vật nào có ý nghĩa. Trong khi đó, nhóm điều tra đang theo dõi một số hướng liên quan đến vụ cháy và các hoạt động diễn ra ở tại nhà máy trước đó. Mặc dù chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng Cường, Ước, Dương và Nam có thể đã ở trong nhà máy khi vụ hoạn xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn cân nhắc về việc có bao nhiêu người có mặt tại đó và nơi ở của họ. Do đó tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của họ trước hoặc sau vụ cháy hãy liên hệ với chúng tôi. Tôi nhấn mạnh rằng sự an toàn và phúc lợi của họ là ưu tiên số 1 của chúng tôi, ông Lewis nói. Ngày 26 tháng 7, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Tô Minh Thu đã tới hiện trường và có buổi làm việc với cảnh sát khu vực để bàn các biện pháp xác minh danh tính và quốc tịch của nạn nhân theo quy định của pháp luật. Theo truyền thông của Anh đưa tin, các thám tử đang điều tra theo hướng các nạn nhân có thể dính tới là 4 người và một câu hỏi được đặt ra là liệu nhà máy bị cháy có phải là một cơ sở sản xuất cần sa bất hợp pháp núp bóng dưới một cửa hàng hợp pháp hay không. Manchester Evening News viết rằng các thám tử đang làm việc ngày đêm để tìm hiểu thông tin toàn cảnh về nguyên nhân gây ra sự việc và các nạn nhân có mặt ở địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn. Khả năng họ là nạn nhân bị buôn người là một phần của cuộc điều tra nhắm tới. Theo tờ iNews, vào ngày 1 tháng 8 cũng dẫn lời của Jamie, điều phối viên nhóm giám sát chống buôn người cho biết mọi yếu tố đều dẫn đến một người không nghi ngờ gì, dường như có một xu hướng chồng cần sa đang di chuyển ra những địa điểm bên ngoài London. Chúng tôi đã nhận thấy những người đặc biệt là trẻ tuổi từng trồng cần sa ở London đang xuất hiện ở những nơi khác. Glasgow là một ví dụ, chúng tôi đã thấy một sự gia tăng về số lượng. Cũng theo iNews, gần 1.000 người Việt được xác định có khả năng là nạn nhân của nạn buôn người ở Anh vào năm 2021, đứng thứ 3 trong số các nước trên thế giới. Các chuyên gia cho biết hầu hết các nạn nhân bị ép trồng cần sa hoặc bị bóc lột về tình dục. Theo nhà hữu trách cho biết, đã kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy liên hệ qua cổng thông tin công cộng về sự cố hoặc gọi vào số 0161-856-0055. Thông tin cũng có thể được chia sẻ ẩn danh thông qua số từ thiện độc lập số 0800-555 và 111. Bất cứ ai lo lắng về người thân bị mất tích hãy liên hệ với Cục Thương vong, Tổng đài ở tại Vương quốc Anh vào số 0800-051-4675. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.